Nhà coi kìa, hôm nay cá phi nó nổi gì hết hồn nổi luôn, quá trời cá phi kìa. Chỗ câu của mình đang đang đắng đó, nổi còn dữ hơn đây nữa. Ồ, không biết giờ quan trọng là nó ăn không, tại cá phi nổi nó ăn lắm. Kìa, chỗ câu của mình hôm đó nó nổi còn dữ dằn luôn, mà không biết nay nó câu ăn không. Kìa, nổi rồi đó, giá mang kìa, thấy không? Là mình câu đắng dài 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 lại coi. Ăn mang thì mình đi câu cá gô. Em chào cả nhà luôn nha. Buổi sáng như dễ cả nhà, không ngày ba bữa nay không có đi câu. Hôm nay đi câu lại nha cả nhà. Hôm nay câu mồi dế. Rồi, cứ sáng xuống cần câu bậy này thứ ơi. Chỗ này có cái dồ ụt nữa cả nhà. Em thấy cái đầu nó ngớp lên rõ ràng, có dồ nữa. Mà không có đem cám biết câu được có dồ không. Thấy nó ụt rõ ràng luôn. Cái gì nó lâu cái phao kìa. Kìa, nhít phao đó. Đó. Ôi trời, cá bự trời. Ôi má ơi. Không chỉ mưa gì ghê trời. Ê, cái phao này. Mất tiêu rồi. Rồi. Gấp luôn. Cá lâu vậy nó mất gốc luôn. Con hổm nè. Cái lâu gịch vô đó sâu ghê. Này vô thêm ruộng hả chú? Rồi con cảm ơn nhiều. Quấn vô cây luôn hả? Bở cá bở gịch mà. Ui. Cá bự. Đừng có xảy má ơi, đừng xảy. Nó giờ vuột mấy con rồi. Ủa nó bự nè. Ôi cái nhà. Ôi ôi banh ký luôn. Trời ơi phê. Rồi gỡ cái nhà ơi. Ê chết cái phao này lâu. Trời ơi vô. Trời ơi nó nhảy luôn rồi. Lắc lên xuống gần mà nó nhảy rồi nè. Gần nó mới sống được. Ơi ơi đừng. Cá gơ đâu rồi? Đây nè. Gỡ nó. Cây giấy đó cho này vô gọng cho vô sập vô đây cho chắc ăn gỡ dạ nay con không có đặt lờ. Rồi, ăn rồi. Đó. Rồi, cái phi nhỏ. Thả đi. Ăn nhẹ không à, không cần mạnh. Rồi, gỡ cái vậy. Trời ơi, cái gô. Cái gô cũng bự nha. Uống nu luôn nè. Bự uống nu luôn. Đó.
cà phê. Ê, cái này nhỏ nhỏ không ta? Sao nó còn nhỏ không nè? Dạ. Ô, nó bự nè. Đá. Đất đất có gì? Ô, có bự gịch một cái hết hồn nữa trời. Trời mắt dướng đó. Ôi ôi, có gô. Nó lòi một cái hết hồng luôn. Bự ghê. Trời ơi, tim. Cái che gì đây? Ủa, nó lên tim kìa. Cái gì lôi, lôi này lúc. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Cá bự, nó xảy cái bự uổng ghê vậy. Cái gì lâu đừng câu hả? Trời ơi trời. Lâu thì có mất tiêu luôn. Nha. Lâu thì có mất tiêu luôn. Đó. Sát mờ cũng ăn nữa. Ủa nè. Ôi trời ơi, bự. Ôi nè. Bự bên kia luôn. Trời ơi. Ôi ơi cái câu. Mày hả bự? Vô bờ nó ăn không à? Hết ở ngoài à?
đã chưa? Ôi, cái gấu bự. Ôi. Ôi, cái gấu này trời. Ôi má ơi. Không biết cái gấu rồi. Tưởng chảy không á cả nhà, quên nó uống cả nhà ơi, hết cái gấu đã. Ôi. Đã. Cái gì nữa? Ôi ôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi, rồi, rồi. Lên. Ôi. Ôi, có phi chắc nửa ký ạ. Ôi, nè. Không biết nó bự rồi. Nè. Nửa ký lô luôn á. Ôi, đã. Ơi ơi. Tiêu rồi. Này uống nâu luôn, uống nâu luôn, dính được con cá đeo hồng mà quay không được cái nhà ơi, cá đeo hồng luôn, quay không được cái nhà coi, tại vì em mới dọn lỗ xuống mà để xuống nó dính không, cá đeo hồng, câu chỗ này nè, mới dẹt cái lá lên nè, đây hồi dính luôn. Đó. Con gì rỉa rồi đó. Đó, 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 đó. Ủa, cái gấu bự. Cái nó ụt rồi, rồi. Cái gấu bự. Dính chỗ đó con cá được hồng đó giờ. Giờ nó mới ăn lại đó. Nè. Ra ngoài đó mới ăn á. Ôi ôi bự nó ú nè. Bự quá đã luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cái đồng tông bay. Bự đồng tông bự chứ gì. Ôi. Về cả nhà ơi, chiều rồi. Về cả nhà cho coi thành quả nha. Thôi giờ em sẽ sẵn đồ đi về cũng chiều. Ở đây là người ta trồng bắp. Nguyên con kinh này câu còn cá lắm mà tại trời ống lâm gâm hoài cho nên đi về. Đây về về trồng cá lắm luôn á cả nhà. Thành quả cá câu ngày nay này cả nhà. Ừ, cá cơ bự dính đây luôn. Thì còn con nào không gửi từng ấy nào. Ừ, thành quả cá nè. Cá phi bự không nghe. Cậu con này nè. Trời ơi, nó giật nó đã tại gì đâu không có nhà. Nó bự. Con này chắc 300-400 gram gì. Tại không có căng căng. Còn mấy con này nhỏ nhỏ. Hình như con này chết.
cái gô nè, gô nhìn cái gô nè, hết biết uống, ở trong bộ tre nó ụt dữ lắm luôn, mà nó không chịu ra ăn. Ủa, con này uống rồi nè, rồi đem này ở đây câu được con cá đuôi hồng mà không có quay được cho cả nhà coi, đổ ở đây coi. Đấy, chỗ đó có phi bự bự không à cả nhà ơi. Ui. Đã gì đâu. Cái phi cũng được bộn nha. Hình như đây là chiều nướng ăn là số 1 rồi, tại em thấy cái phi nướng 5 con này chiều nướng là ngon rồi. 5 con này nướng với mấy cái bự này là nướng. Còn cái đầm tông này, cái đầm tông gì không biết. Màu phật này. Đầm tông đuôi đỏ. Đó, có gô bự không à. Cái con nhỏ này thì tại lấy. Ui nó xin nó phê gì đâu luôn. Rồi gặm đi chắc nữa mặn nướng. Rồi bye bye cả nhà, hẹn video sau. Nhớ cho đăng ký, đăng like cả nhà. Đăng ký một like nha. Bye bye.